Tiếp theo ha, mình sẽ hướng dẫn các bạn đơm cái nút, à xin lỗi, kết cái túi và cái thân trước. Thì thường á là mình sẽ kết vào cái vị trí của trái tim là nằm bên ngực thân trước thân trái bên trái ha. Thì đây là cái vị trí thường hay đặt túi nhất. Thì các bạn thích kết bên nào cũng được, đặt xích lên cao cũng được mà xích xuống dưới cũng được. Nhưng mà theo cái lời khuyên của mình là các bạn đặt cái túi nó hơi xích xuống á, thì cái tay áo của bé, cái bé bé dễ thò tay vào túi lấy đồ hơn là vị trí quá cao. Nên là mình cũng thích cái túi nó hơi xệ xệ, nhìn nó kiểu kiểu cái áo nó rộng với cái người của bé nhìn thấy bé dễ thương hơn. Thì cái tùy tùy vào các bạn ha. Thì có thể là có một số người thích đặt túi nghiêng nữa cơ. Đó, mình cái này là hoàn toàn là ý kiến cá nhân của mỗi người, nhưng mà mình thì sẽ hướng dẫn cho các bạn kết túi thẳng ha, túi nằm thẳng. Vị trí thì cái miệng túi của mình là ngang cái nẹp nè ha. Nó ngang với cái phần xẻ cổ. Đó, thì mình chỉ là xích qua một chút thôi. Cái này là định vị cái túi này là hoàn toàn vào ý thích của cá nhân mỗi người, mình chỉ là hướng dẫn cho các bạn cái phương pháp để kết vào thôi. Rồi, khi mà chúng ta kết thì chúng ta sẽ nhớ lại một điểm giúp mình là cái túi này nó bao nhiêu mũi khi mà các bạn bắt mũi đan ha. Cái túi này là 28 mũi, đối với size của bé là 28 mũi ha. Thì trừ đi 2 mũi ở phía đầu, tại chúng ta phải có một cái mũi để kết vào, thì nó sẽ còn là 26 mũi. Thì mình sẽ định vị trước một cái điểm, điểm đầu bên đây đi ha, là cái điểm mà mình sẽ kết cái túi vào. Một cái điểm bất kỳ chứ ha. Rồi, định vị đây là cái điểm đầu miệng túi ha. Rồi từ đây đếm qua, các bạn đếm ở trên cái thân áo giúp mình nha, nó sẽ là 26 mũi nè. Đếm theo chữ V nè, mỗi mũi là một chữ V nè. 2 nè, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Đây, kết thúc nó sẽ là nằm ở bên này. Rồi, tiếp theo là cái mũi nằm ngang ha. Chiều ngang của nó sẽ là mình phải đi tìm cái mũi nằm ngang của nó đây. Đây là cái mũi này ha. Sẽ chạy ngang qua. Rồi, đây là cái vị trí mũi này. Rồi. Tức nghĩa là nó sẽ thẳng hàng, thẳng hàng ngang đối với cái mũi mà mình vừa đánh dấu, và hàng dọc là từ đây đến qua là 28 mũi ha. Xin lỗi, 26 mũi. Đó, thì mình sẽ dùng đồ đánh dấu và mình sẽ đánh dấu lại luôn cái điểm này. Rồi, tiếp theo ha, thì khi mà các bạn đang á, thì có thể tay đan của mỗi người khác nhau, nên là cái số hàng chúng ta đang ở trên cái túi nó sẽ khác nhau. Tại vì khi mà mình hướng dẫn, mình chỉ nói các bạn về cm thôi, còn cái số hàng thì sẽ tùy. Thì chúng ta sẽ đếm từ cái hàng nha. Chúng ta sẽ đếm, khi mà chúng ta đếm á, thì đếm từ cái miệng túi đi xuống thì mình ha. Đếm từ cái miệng túi đến cái mũi ha, chuẩn bị vào cái hàng giảm mũi này là bao nhiêu hàng ha. Ví dụ mình sẽ đếm ở đây là 10, mình có 10 hàng móc stick rồi này ha, mình đếm lên 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 hàng.
Thì mình sẽ cũng đếm từ cái mũi trên này đi xuống ha. 35 hàng. À, 2 4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 hàng. Rồi. Đó. Mình sẽ làm thêm một cái đánh dấu nữa. À, mình đánh dấu vị trí này không đúng. Mình phải đánh dấu nó đúng là vị trí 35 hàng, nhưng mà đánh dấu cái hàng ở ngoài là cái sợi nằm ngang giữa hai mũi len nè. Đó. Rồi từ đây chạy ngang qua luôn ha. Sẽ là điểm cuối cùng. Hai nè, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 này. Bóp chúng bốn cái rồi đánh dấu khác màu nhau cưng quá. Đó. Khi chúng ta kết thì các bạn sẽ thấy kết nè. Rồi, từ cái hàng giảm mũi xuống dưới đây là chúng ta sẽ có chín hàng, 5 hàng giảm mũi cách hàng ha, và chúng ta phải trừ đi một hàng. Tại vì cái hàng đó chúng ta chỉ dùng để kết nên nó sẽ còn lại 9 hàng ha. Thì từ đây chúng ta sẽ đếm xuống là 9. Chúng ta định vị nó đi. Nè. Phải là cái hàng này hay không? Mình ướm thử, mình đánh dấu coi. Nó có phải là hàng này hay không? Phải là hàng thứ 9 từ trên nó đếm xuống hay không ha? Đây là 2 4 6 8. Đây là hàng thứ 10 rồi. À, hàng thứ 9 nó sẽ là hàng ở trên này. Và cái mũi chúng ta sẽ kết ở cái góc nè, góc nhọn lại ở đây. Từ đây giảm vô là 5 mũi ha. Vậy tức nghĩa là từ đây vô đây nó sẽ là 2 4 5 nè. Thì cái mũi kết nó sẽ là nằm ở ngay mé ngoài đây nè. Mình sẽ phải chừa thêm một cái mũi để kết nữa ha, thì nó sẽ là, mình đếm thử coi, hai còn lại khi mà chúng ta ra kim á, thì nó còn lại 18 mũi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 này. Thì bên này nó hơi bị thiếu nè. Đó. Cái hàng này với cái hàng mà kết ở ngoài cái biên túi á, thì nó hơi bị gần quá, sau bên này thì nó lại nhiều quá. Đó thì mình sẽ ở đây thì còn cách nhau 3 mũi thôi. Còn bên này là cách 2 4 5 mũi thì mình sẽ dời cái đồ đánh dấu này qua một chút. Để cho hai bên nó đều cách cái đồ đánh dấu đó 4 mũi. Đó. Và bên này sẽ là nhích qua một mũi cho nó cân đối cái túi 2 4. Không cần đếm nữa đâu mà phải thẳng cái hàng đây. Này. À, 2 4 đúng rồi. Thêm một cái đồ đánh dấu vào đây nữa. Đó. Như vậy là mình đã đánh dấu đủ 4 điểm.
bốn điểm này trong lúc mà mình ráp thì mình sẽ nói thêm với các bạn ha. Ở đây là mình định vị nó trước thôi. Nếu được thì các bạn nên định vị cho nó sát với cái túi luôn, tức nghĩa là mình sẽ đính cái túi vô cho nó nằm ngay ngắn luôn nè. Đó. Mình nhắc với các bạn nhớ ha, ở đây từ hai cái đồ đánh dấu dưới đáy túi là khoảng cách nhau là 18 mũi ha. Nè, còn cái đồ đánh dấu màu vàng ở dưới cách màu vàng phía trên ha, cách qua là 4 mũi, từ trên hạ xuống là 9 9 hàng. Đó, cái này cũng vậy, từ đánh dấu màu xanh đi qua đến đồ đánh dấu màu xanh nằm dưới là 4 mũi và cách độ cao là 9 hàng ha. Vậy cho nó dính vô luôn. Đại khái thôi, thật sự là nó để nó nằm yên á, nó mình giải kết nó đẹp hơn thôi. Chứ không cần là bạn phải đánh dấu cho nó thiệt chuẩn đâu. Rồi, mình sẽ tận dụng cái sợi len mà chúng ta bắt mũi ở phía miệng túi á. Những cái sợi len khác mà mình giấu vô trong nha. À, hai sợi len trắng này mình sẽ cột lại với nhau để nó không có bị bung mũi ra. Luôn cho nó ngắn bớt rồi ha, mình sẽ tận dụng cái sợi len dư này để mà khâu, mình tháo ra mình xỏ kim khâu ha. Rồi ha, mình sẽ chuẩn bị kết ha, mình quay cái áo lại cho nó thuận tay để mình kết nè. Thì cái mũi cái len của chúng ta nó xuất phát từ cái túi áo ha, thì chúng ta sẽ kết xuống cái phần thân ha, thì nó kết là chúng ta sẽ kết theo cái mũi chữ V giống như chúng ta kết cái phần thân dọc cái thân áo vậy đó. Thì đây ha, mình sẽ lấy một cái mũi dạch ra trên phần thân, hồi nãy là mình đã nè ha, mình đã định vị rồi trên phần thân rồi ha. Đó, đây là cái mũi nó nằm giữa hai cái chữ V. À, mình đã định vị nó bằng cái đồ đánh dấu rồi, mình sẽ xỏ qua cái sợi đó luôn. Cái sợi nằm ở trên cái đồ đánh dấu đó. Gỡ cái đồ đánh dấu ra nè. Nó. Này, cái sợi này. Mình sẽ xỏ qua. Đó. Rồi ha. Mình sẽ lấy một mũi ở trên cổ. Thì cái mũi đầu tiên ở trên cổ nó là sẽ là cái mũi sát ở ngoài biên thế này nè. À không, mình lấy cái mũi chạy trắng ngang qua ha. Này. Nằm giữa hai mũi ha. Đó, bạn kéo ra cái mũi ngoài cùng, cái mũi trong nè, nó sẽ có những cái mũi nằm ngang thế này ha, mình sẽ kết một mũi từ cái phía cổ áo xin miệng túi đi xuống. Rồi ở đây mình cũng sẽ kết với một sợi trên thân, nó nằm thẳng một hàng đi xuống ha, mình sẽ kéo dài nó ra, kéo giãn nó ra một chút thì các bạn sẽ thấy nè. Cái mũi nãy là cái mũi đầu tiên mình mới kết nè, giờ cái mũi tiếp theo nè. Đó, rồi mình cũng lấy một sợi ở trên cái túi kết với một sợi ở trên thân.
Nó đó, các bạn thấy á, mình kết được mấy hàng rồi đó. Chúng ta cứ kết xuống ha, một mũi bên này kết với một mũi bên kia kết xuống đụng tới cái đồ đánh dấu màu vàng ha. Bây giờ qua cái phần miệng túi rồi nè, nó xuống cái phần ở dưới thân túi rồi ha. Bạn thấy kết nó cũng dễ đúng không? Đây, cái phần ở trên thân áo thì các bạn sẽ thấy nó thẳng một hàng chữ V nha. Đó ha. Ở trên túi nó cũng thẳng một hàng đó, nhưng mà tại vì ở đây mình đang móc stick nên nhìn không có rõ lắm. Nè, mình sẽ kết xuống cái phần thân túi một chút xíu thì các bạn sẽ thấy là nó cũng thẳng một hàng. Đây ha, mình kết tới gần tới cái đồ đánh dấu màu vàng ở gần đáy túi rồi ha. Thì mình sẽ cho các bạn coi. Đây, mình lấy quay ngang này cho dễ thấy. Ha, ở bên đây nè, mình còn lại hai mũi. Còn lại hai mũi ha. Hai mũi. Còn bên đây á, thì mình cũng còn lại hai mũi. Đó thì các bạn đã đếm trước hàng rồi ha, nên khi mà mình đánh dấu á, thì mình cảm thấy an tâm hơn khi mà mình kết mà không có bị lợp. Rồi mình sẽ kết luôn hai cái mũi này, rồi tháo cái đồ đánh dấu này ra. Cuối cùng rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu kết cái phần giảm giảm mũi ở trên túi ha, với cái phần thân áo ha. Này thì cái mũi len của mình nó đang cái sợi len của mình nó đang chạy ra từ cái miệng túi ha. Thì mình sẽ kết với một sợi ở trên thân, thì cái trên thân á, nó sẽ là chữ V ngược mà trên túi là chữ V thẳng ha. Đầu tiên thì mình sẽ lấy cái chữ V ngược mà nó nằm sát ngay cái mũi len mà nó chạy ra từ thân nè. Chữ V ngược nè. Này. Cái sợi len này đúng không? Chữ V ngược gần đó nhất nè. Hả?
Mình sẽ kết với một chữ V thẳng nằm ở trên túi. Đây, chữ V thẳng nằm trên túi. Rồi. Ha, sau đó là mình sẽ lấy một cái sợi len nằm dọc hai chữ V ngược ha. Trên thân. Sát bên cái mũi mình vừa chạy ra nè, đó. Cái mũi ở trên túi nè. À, thì mình sẽ lấy cái mũi chạy ngang qua giữa hai chữ V ngược nè. Đó. Rồi. Kết với cái mũi chữ V, nhưng mà cái chữ V này là cái chữ V giảm mũi ở trên túi nè, nó gom hai mũi dưới là một nè. Nó nằm sát ở mép ngoài của cái túi luôn. Đó. Rồi, tiếp tục mình lại lấy chữ V ngược. Cái chữ V ngược mà nằm kế bên cái sợi len mà mình mới vừa lấy xong á. Đó. Nè, đây là cái sợi len mà nằm giữa hai chữ V ngược nãy mình lấy nè. Bây giờ mình lấy cái chữ V ngược nằm kế bên nhưng mà phía trong á. Kết với một chữ V thẳng ở trên túi. Rồi, tiếp theo lại là cái mũi nằm giữa hai chữ V ngược ở trên thân, với lại là cái mũi len chữ V nằm sát mép túi. Đó. Rồi, lại chữ V ngược kế bên. Kết với chữ V thẳng ở trên túi. Rồi, sẽ lấy một sợi len nằm giữa hai mũi ngược ha. Kết với chữ V sát mép nó. Cứ tuần tự mà đi xuống thôi. Rồi, để lấy chữ V ngược. Kết với chữ V ngược ở trong này. À, kết với chữ V thẳng trên túi. Đó. Rồi lại lấy xe len nằm giữa hai mũi. Kết với chữ V sát mép. Mình tạm gỡ cái đồ đánh dấu ra ha. Mình sẽ đánh dấu trên một cái thân thôi. Rồi. Cái này là mình có thể xích vô một chữ V nha, là tại vì chúng ta phải chừa một mũi để mà kết đó, nên khi nào chúng ta cũng chúng ta đếm 18 nhưng mà thực sự ra chúng ta cần có 16 mũi thôi, nên chúng ta có thể xịt vào trong một mũi. Rồi đó, chúng ta đã tới sát cái mép túi à, cái đáy túi rồi. Còn thêm một mũi nữa thôi là được. Ok.
Thì các bạn thấy á, cái mũi đan của mình á, cái mũi mà mình kết á, nó cách với cái chỗ mình đánh dấu đúng một mũi chữ V ngược nè. À, đúng một mũi chữ V ngược luôn nè. Rồi mình gỡ cái đồ đánh dấu này ra ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu kết cái phần đáy túi. Kết cái phần đáy túi thì nó dễ, là tại vì chúng ta cứ kết chữ V thẳng trên túi với chữ V ngược ở trên thân thẳng một hàng qua thôi. Này, thì len nó đang chạy từ thân qua nè. Đó, thì mình sẽ lấy một mũi ở trên len nó chạy từ túi ra thì mình lấy một mũi ngược ở trên thân. Đừng có cao quá, nó sát ngay cái mũi mà chúng ta vừa lấy nè. Chữ V ngược nè, nó sát với cái lỗ len mà chúng ta vừa chạy ra trên thân đó. Thì mình lấy cái chữ V ngược kế bên luôn, kết với một chữ V thẳng ở trên túi. Này, cái mũi này hồi nãy mình lấy rồi ha. Cái mũi ngoài cùng mình lấy rồi nên là mình sẽ xích vào trong. Chữ V thẳng trên túi này. Chữ V ngược trên thân kết với chữ V thẳng trên túi. Chúng ta cứ lần lượt làm vậy cho đến đến cái đồ đánh dấu màu xanh này ha. Đây ha, mình đã khâu hết cái đáy túi tới đồ đánh dấu màu xanh nè. Để các bạn sẽ thấy là nó rất là, nó sẽ thẳng hàng một hàng. À, chữ V ngược ha, nó sẽ thẳng một hàng luôn. Nói chung mà nó sẽ thẳng hàng, bạn không có thấy nó chạy lộn hàng, chạy lên chạy xuống nè. Một hàng chữ V thẳng qua. Rồi bây giờ nó đã đụng tới cái đồ đánh dấu màu xanh rồi, nên là mình sẽ gỡ cái đồ đánh dấu này ra thì mới khâu được đây. Nhưng mà mình còn một mũi ở đây nè. Đó, mình sẽ còn một mũi đó. Và cái sợi len dư ha, bắt mũi ở ra kim của cái túi thì mình để dẹp nó sang một bên trước đi đã, để khâu cái mũi cuối cùng vô. Rồi ha, mình sẽ lấy cái mũi chữ V cuối cùng trên túi đây. Cái dây mà ra kim trên túi các bạn nhớ cuốn nó vào vô trong nha. Rồi mình sẽ lấy cái sợi len nằm ngang ở đây, nằm sát với cái mũi chữ V ngược mình mới vừa lấy nè ha. Nó có một cái sợi len nằm kế bên đây, chữ V ngược mình mới lấy nè ha. Thì kế bên nó có một cái sợi len nằm ngang, mình lấy cái sợi này mình khâu vào. Cái sợi len mà ra kim á, bạn nào mà lỡ cho nó nằm ngoài á, thì cuối cùng á, bạn xỏ cái kim khâu vô ngoài đâm nó ngược vô trong. Không sao cả. Mà nếu mình được thì mình cho nó vô trong trước đi, để tí là khỏi mất công phải làm. Cho nó vô bên trong túi. Đây ha, mình sẽ bắt đầu khâu cái phần giảm mũi bên còn lại của cái túi ha. Thì các bạn sẽ thấy là cái sợi len của mình nó đang chạy từ cái, nó đang nằm, nó đang đi ra từ cái phần thân ha. Thì mình sẽ lại bắt đầu lấy tiếp cái mũi ở trên phần áo, trên phần túi ha, cái chữ V ha, chữ V trên phần túi. Cái sợi len mà ra kim thì các bạn ra kim ở trên túi các bạn cho nó đi vào trong nha. Đây, đây là chữ V đầu tiên. À, nó nằm ở sát mép. Rồi mình sẽ cho với một cái sợi len một mũi chữ V ha.
Đây là cái sợi len nằm ngay hồi nãy mình mới lấy nè. À, đây thì kế bên nó là một chữ V ngược ở trên thân. Sau đó rồi mình lấy một cái chữ V thẳng ở trên túi nè, nhưng mà nó không phải là sát mép nha, nó nằm ở phía trong. Rồi cái chữ V ngược thì nó vô trong rồi, thì kế bên nè, kế bên chữ V ngược là nó sẽ có một cái mũi len nè, nằm ngang. Rồi rồi mình lại khâu tiếp với một chữ V thẳng ở trên túi, nhưng mà nó nằm ở sát mép nè, nó xích xuống dưới các bạn. Rồi là một chữ V ngược ha, là cái sợi len nằm ngang nè. Đó, chữ V ngược nó nằm ở xích xuống dưới ha. Rồi mình lại lấy thêm một chữ V thẳng ở trên túi, nhưng mà nó nằm ở phía trong một chút này. Với sợi len nằm ngang kế bên cái mũi chữ V mới vừa khâu ở trên thân. Rồi một chữ V nằm thẳng sát mép trên túi. Với một chữ V ngược ở trên thân. Rồi lại một chữ V nằm thẳng mà chưa trong một chút xíu trên túi nè. Với một sợi len nằm ngang. Rồi một chữ V sát mép trên túi. Với một chữ V ngược trên thân. Rồi một chữ V. Phía trong túi. Đó, với một sợi len nằm ngang. Rồi chúng ta tới sát mép rồi đó, mũi len cuối cùng, mũi len cuối cùng nè, là ngay cái mũi mà chúng ta mình đánh dấu, tháo đồ đánh dấu này ra, và mình sẽ nhớ cái hàng thẳng, cái hàng trên túi để mình khâu vào ha, là cái hàng này đó. Như vậy là mình đã khâu cái nửa bên túi còn lại ha, cái phần giảm mũi ha. Đó, các bạn sẽ thấy nè, khâu như vậy thì hai cái bên mép túi á, nó trông nó khá gọi là cũng tương tất ha, và nó thẳng đây ha. Mình vừa tháo cái đồ đánh dấu màu xanh ra thì khi mà tới tận cùng á, cái mũi cuối cùng á, thì mình sẽ bắt đầu lấy cái mũi nằm ngang giữa hai mũi chữ V ha, là cái sợi len nằm ngang cái túi của chúng ta, cái chữ V nó chạy với nó có sợi len nằm phía ngang qua, thì chúng ta phải nhìn trên cái túi cho kỹ ha, cái hàng chữ V, hai mũi chữ V kế nhau nè, đó thì mình sẽ lấy cái sợi len ở giữa. Đó. Đây là cái sợi len nằm ngang mà mình lấy cuối cùng ha. Đó, mình sẽ lấy tiếp cái mũi nằm ngang ở trên cái túi nha.
Rồi, từ đây trở lên thì chúng ta cứ khâu một mũi nằm ngang trên thân với một mũi nằm ngang trên túi. Thì cái chữ V trên thân thì nó nằm thẳng như thế này, còn chữ V trên túi thì quay ngược lại, hai cái chữ V nó ngược chiều nhau. Nhưng mà khi mà các bạn đã xác định được cái hàng rồi á thì nó cứ lấy một sợi bên này khâu với một sợi bên kia nó rất là nhanh. Và mình sẽ tiếp tục khâu lên như vậy cho tới khi tới cái đồ đánh dấu màu hồng. Cái đoạn này nó đơn giản, nó giống như cái hàng bên này nè, cứ khâu thẳng lên thôi. Đây ha, mình còn một mũi nữa là hết hàng đây. Hai mũi ha, tới cái đồ đánh dấu ha. Đây là mình sẽ tháo cái đồ đánh dấu ra nên mới khâu được. Đây là cái mũi còn lại cuối cùng nè. Ê, cái mũi này chứ, mũi còn lại cuối cùng. Đó. Rồi ha, mình sẽ đâm ngược về phía sau ha, mặt trái của áo, mặt trái của thân á. Mình sẽ khâu ở phía này và khâu cho cái mũi này nó tém lại, tức là nó bớt rộng ra. Và dấu mũi á, thì mình sẽ dấu mũi ở phía mặt trái luôn. Rồi. Đây, cái túi mình đã khâu xong. Tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khâu cái tay áo, ráp tay áo với thân áo là với nhau. Thì trước khi khâu thì chúng ta cần nhiều cái đồ đánh dấu ha, thì chúng ta định vị cái tay áo vào cái thân. Rồi, đây là cái tay áo của mình sau khi mà mình đã khâu cái tay áo cho nó gập đôi lại đó. Mình sẽ khâu lại với nhau như thế này ha. Thì trước khi khâu á thì chúng ta phải định định vị lại cái chỗ nào nó vô đâu để khi mà chúng ta ráp thì nó sẽ đẹp hơn. Thì định vị nhiều ít thì do các bạn thôi, các bạn thích định vị nhiều hay ít tùy tùy. Thường là mình sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái ha. Đầu tiên, cái điểm định vị đầu tiên của chúng ta sẽ là cái điểm dưới nách. Thì cái điểm ráp nè, ráp thân nè, ở dưới nách nè, thì nó sẽ gắn liền với cái điểm ráp tay cũng ở dưới nách luôn. Hai cái này nó phải dính lại với nhau. Rồi, điểm tiếp theo là cái vai ha. Đó, mình lưu ý nha, cái vai đôi khi cái thân trước nó sẽ dài hơn ha, nên cái đỉnh vai nó không phải là cái đường mình ráp đâu, mà nó có thể lớn sang cái phần thân sau một chút ha. Tại vì á, chúng ta mặc áo á, các bạn để ý mặc áo sơ mi á, thường nó sẽ có cái chùm vai, tức là phần sau nó sẽ nhảy ra cái thân trước một chút. Thì cái độ chênh lệch này nó không có nhiều, nó cỡ 1 đến 2 cm nè. Này áo em bé nên định nó cỡ nửa cm hả, nửa đến 1 cm thôi ha. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ cầm hai cái điểm mà chúng ta đã định vị rồi, chúng ta giãn nó ra để cho nó căng đều tất cả các mũi ở trên tay áo và thân áo nó được khớp với nhau. Đó, ta căng đều nó ra.
Này chỉ là tương đối thôi chứ nó không có nó không có tuyệt đối được đâu, tức là nó không có bằng tuyệt đối được đâu, tại này là số hàng và số mũi, ở trên tay này là số mũi chữ V, còn ở đây là số hàng nằm ngang thì nó sẽ không có khớp nhau hoàn toàn, nên chúng ta chỉ làm như vậy để cho nó tương đối là nó song song với nhau, rồi chúng ta định vị những cái điểm hai ba điểm gì đó tùy để mà nó khi mà chúng ta ráp đó, thì nó sẽ bằng nhau. Đó, mình sẽ định vị một cái điểm bất kỳ ha. Đó, mình sẽ định vị thêm một điểm nữa, mình giãn nó ra nè, cho hai cái tay và cái thân nó bằng nhau nè, xong rồi mình định vị lại một điểm ở giữa. Mặt sau này cũng vậy. Ta sẽ giãn đều hai ra, nắm hai cái đầu nè, kéo nó ra. Rồi ha, đây là quá trình định vị, như vậy là đã xong. Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng cái sợi len nào để khâu, thì chúng ta coi mấy cái sợi len thừa mà nó xuất phát từ nách đó. Sợi nào mà nó dài nhất thì mình sẽ sử dụng cái sợi đó để mình khâu hết một vòng nách, mình không cần phải chuyển sợi len khác ha. Thì đây cái sợi này là dài nhất mà, còn mấy cái sợi khác á, thì mình tấm nó lại mình nhét vô trong. Đó, đúng một sợi này thôi ha, mình sẽ xỏ kim khâu len qua ha. Rồi bắt đầu từ đi từ dưới nách ha. Thì cái đồ định vị dưới nách bây giờ mình sẽ tháo ra, mình không cần nữa, định vị rồi mình biết rồi ha. Thì khi mà chúng ta khâu á thì thông thường ha, cái số mũi nó sẽ ít hơn cái số hàng ha. Thì khi mà các bạn nè, nếu mà các bạn để tự nhiên, các bạn không có coi giãn thì các bạn sẽ thấy là cái khoảng cách của cái số mũi nó ít nhưng mà số hàng thì nó lại nhiều ha. Thì khi mà chúng ta khâu thì một mũi chữ V mình đang tay áo thì nó sẽ là nằm chiều như thế này đi lên ha. Khi mà mình khâu thì mình thường sẽ để như vậy để cho nó đè kết từ phải qua trái, thì chữ V nó sẽ lại thành chữ V ngược. Khi mà một chữ V ngược như thế này thì mình sẽ khâu là một mũi ha, một sợi len nằm ngang hoặc là hai sợi len nằm ngang tùy chúng ta cân đối như thế nào đó, từ cái điểm nách đến cái đầu đánh dấu tiếp theo nó bằng nhau thì nó cùng nhau kết thúc tới cái đầu đánh dấu màu xanh mà mình đang cầm ha. Bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn coi. Thì cái sợi len của mình đang xuất phát từ nách ra, đúng, từ nách ở trên trên tay, thì mình sẽ khâu qua cái nách ở trên thân ha. Này, đâm qua cái nách ở trên thân ha, nó để mình kéo hai nó sát lại với nhau, để mấy cái sợi len khác nhét nó vô trong. Rồi mình sẽ lấy một chữ V ngược ha. Đây là chữ V ngược nè. Đâu? Đây là chữ V ngược. V ngược ở trên tay ha. Mình sẽ kết với một mũi. Một hàng chứ. Một hàng ở trên thân. Thì cái hàng này á, nó sẽ là một sợi len nằm ngang ở giữa hai chữ V ha. Trên thân chúng ta sẽ thấy chữ V nó chạy gì nè, nó ở một chữ V ngoài cùng với chữ V tiếp theo thì nó sẽ có những cái mũi len nằm ngang ha, từ nách nè. Đó, mình sẽ lấy một mũi. Rồi chúng ta cân đối thôi, thì có thể là các bạn sẽ lấy một hàng hoặc là hai hàng tùy, ví dụ như bây giờ nè, mình lấy thêm một chữ V ngược ở trên tay. Kết với hai sợi
nằm ngang ở trên thân, các bạn sẽ thấy rõ là hai sợi mà. Đó. Tại vì sao? Cái số hàn ở trên thân nó nhiều hơn nên là mình đôi khi mình phải sử dụng hai sợi thì nó mới đủ ha, chứ nó không bị dư, chứ nó không là nó sẽ bị dư hàn ở trên thân mà không có đủ mũi trên tay để khâu vào. Đó, đôi khi chúng ta phải xen kẽ như vậy. Nhưng mà không phải là khi nào cũng là hai sợi đâu các bạn. Chúng ta cân đối thôi, xen kẽ thôi. Đó, một sợi nè. Mình mới lấy một sợi nè, thêm một chữ V nữa nè. Lấy một sợi nè. Đó. Chữ V ngược trên tay nè. Đó. Một sợi trên thân nè. Nãy giờ mình ba lần lấy một sợi đó. Bây giờ mình lấy hai sợi nè. Đó, cứ lấy chữ V ngược trên tay thôi. Một sợi nè. Giờ mình lấy hai sợi nè. Đó. Một sợi nữa nè. Mình cho hai sợi thì tại nó sắp hết mũi rồi. Cho hai sợi nữa. Đó, thì các bạn nếu mà các bạn thấy nó gần tới ha, mà số hàng nó còn nhiều thì các bạn tăng số lần lấy hai mũi lên ha. Còn nếu mà nó dư quá, trường hợp mà nó dư quá đi, tức là dư số hàng nhiều quá thì các bạn tháo nó ra, quay lại một đoạn. Đó. Đoạn nào mà nãy mà lấy ba lần một sợi đó thì mình sẽ tăng lên. Ha, mình giảm đi chứ, mình sẽ giảm đi số lần lấy một sợi mà tăng số lần lấy hai sợi lên để cho nó kết thúc cùng một lúc với nhau. Tháo thì cũng dễ lắm, mình lấy cái đầu kim mình kéo ra là nó ra. Nè, ba lần lấy một sợi nè. Nè, nó nằm thẳng sẵn ở trên đây là một sợi này, mình nhích thêm một sợi nữa cho thành hai sợi. Rồi, chữ V. Một sợi. Tại vì cái tay áo của mỗi size thì có sẽ có số mũi khác nhau, cái thân của mỗi size nó có số hàng khác nhau nên và mỗi tay đan, mỗi cái loại len các bạn cũng sẽ khác nhau về số hàng nên là mình sẽ không có tính toán mà mình sẽ đi theo cái phương pháp định vị như vậy thì nó sẽ nhanh hơn và nó nhìn nó đẹp hơn là các bạn bấm máy các bạn tính hàng thì tùy theo áo nên là mình đưa ra cái lời khuyên nào là phương pháp nào tốt hơn cho các bạn để các bạn dễ thôi. Dễ áp dụng, dễ làm nhất ha. Còn các bạn nào thích cách nào đó các bạn hay dùng thì các bạn cứ sử dụng. Miễn sao mình thấy dễ làm và thành phẩm ra đẹp là được. Giờ mình lấy hai sợi. Đó, mình lấy hai sợi nè. Lấy hai sợi nữa nè. Rồi mình lấy hai sợi nữa nè. Nó thì nó tương đối là tới đây là hai cái nó bằng nhau nè ha. Nó đừng có chênh lệch nhiều quá, tại vì nếu mà nó chênh lệch nhiều quá tí nữa lên vai là nó còn chênh lệch nhiều nữa thì á, cứ mỗi đoạn như vậy các bạn có chênh lệch thì các bạn nhớ là qua sau thì các bạn bù lại liền ha, nó sẽ bù lại liền, mình sẽ cho một vít hai sợi liền. Đó.
Thì cái đoạn đó các bạn thấy nè, có đoạn mình lấy hai sợi và có đoạn mình lấy một sợi, nhưng mà nhìn lên thì nó không có phân biệt được ha. Tại vì mình làm xen kẽ một sợi hai sợi, có đôi khi là hai lần một sợi rồi một lần hai sợi liền đó, thì mình nhìn lên mình không có thấy được sự phân biệt đó đâu ha. Rồi các bạn cứ kết theo cái cách mà mình nói hết nguyên một cái vòng tròn này luôn ha, tới cái nách luôn, tại vì nó cứ cân đối vậy thôi à, chứ nó không có gì khác hết á, cứ quy tắc một sợi hai sợi, một sợi hai sợi thôi à. Đây mình ráp được một một mặt rồi, còn mặt sau thì mình chưa ráp, nhưng mà tại vì mình muốn lưu ý với các bạn, khi mà các bạn đã ráp lên bắt đầu qua cái phần thân sau á, thì các bạn phải lưu ý với mình là tại vì cái chữ V của cái phần thân sau nó chạy ngược lại như thế này ha, chứ hồi đầu mình ráp là chữ V nó chạy như vậy, còn chữ V thân sau thì nó sẽ chạy ngược chiều như thế này. Thì cái chúng ta phải nhìn đúng mũi để lấy đúng cái xà len ha. Nào, tại vì ngay cái đoạn ráp này nó sẽ thay đổi liền, ngay cái đoạn ráp vai nè, thân trước với thân sau là cái mũi nó sẽ thay đổi liền, chứ nó nếu mà chúng ta vẫn lấy theo cái kiểu mà cái kiểu mũi của thân trước á, là tí nữa cái thân sau nhìn nó không có được đẹp ha. Này mình sẽ bắt đầu là mình vừa cái mũi cuối cùng của phần thân trước nè, bây giờ mình sẽ lấy tiếp hai mũi ha, mình sẽ lấy một mũi ở à, mình lấy hai lấy một mũi đi ha, lấy một mũi ngay ở phía thân sau nè, thì các bạn sẽ thấy nè cái chữ V của mình nè ha, cái chữ V nè đó, còn ở ngoài ngoài cùng nó còn thêm một chữ V nữa, thì mình lấy cái sợi len nằm ngang giữa hai chữ V ha. Ha, nhìn đúng họa tiết của thân sau để lấy nha. Rồi còn một mũi cuối cùng mình tháo cái đồ đánh dấu ra. Hai sợi nó tháo cái đồ đánh dấu ra, vậy coi như là mình đã bước qua cái mặt phía sau rồi ha của cái tay áo, thì mình cứ việc làm tiếp ha, cứ một sợi hai sợi. Hai sợi, một sợi, đó. Rồi chúng ta sẽ cứ làm tiếp qua các đồ đánh dấu khác và tới cái điểm cuối cùng là ngay nách nha. Đây mình tới cái điểm nách lại rồi ha, thì ở trên tay mình còn hai mũi, à xin lỗi, một còn một chữ V ngược ha, nhưng mà ở dưới thì mình hết hết sợi rồi, thì mình lấy cái chữ V ngược cuối cùng này và mình sẽ đâm vào cái lỗ ở trên thân dưới ha, để cho nó đi ra mặt trái. Rồi mình sẽ khâu cái lỗ này cho nó nhỏ lại. Các bạn sẽ thấy nó giống như là ngã ba vậy đó, thì mình sẽ đâm tới đâm luôn cái ngã ba này để cho cái lỗ nó nhỏ lại nó, và nó chặt luôn khỏi bị tụt mũi ha. Nó đây. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn ráp cái tay áo vào ha. Thì cái tay áo còn lại nó cũng làm y như vậy ha, nhưng mà cho cái phần tay bên này thôi. Thì mình cũng định vị sau đó rồi mình khâu.